Sai vẫn yêu. Sai vẫn yêu. Sai lầm là cách chúng ta trưởng thành. Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm. Chẳng có gì sai khi phạm sai lầm cả. Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm mà. Thất bại thì đã làm sao nào? Cuộc đời này dăm 7 lần thất bại không có nghĩa là cả cuộc đời mình bị thất bại. Và không có nghĩa là cuộc đời mình bị thất bại. Nên nếu con mình được 1 điểm, nói với con rằng 1 thì đã làm sao nào? Được 1 điểm không có nghĩa là con học rốt cả đời. 1 thì đã làm sao nào? Làm lại thôi con. Nói với con như vậy. Chứ không phải được 1 rồi, thế mày học rốt thế, mày ngu như con lợn thế hả con? Thế được 1 điểm bao giờ ấy hả con? Đấy, mày đúng là cái đầu óc con lợn. Sai lầm là cách chúng ta trưởng thành. Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm. Và chẳng có gì sai khi phạm sai lầm cả. Đố các anh chị biết học sinh dốt hay học sinh giỏi thì bạn nào phạm sai lầm nhiều hơn? Đúng rồi, giỏi chứ. Nó phải sai, 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 sai rồi mới đến đúng. Đúng rồi mới đến giỏi. Còn dốt ấy, có làm đâu mà sai. Nên ông nào ấy mà đứng vênh mặt lên mà nói là tao á, chẳng bao giờ sai cái gì cả, chứng tỏ không bao giờ làm cái gì luôn. Còn đã làm phải sai. Biết vì sao không? Hầu hết mọi người sợ sai lầm. Thế nên là đứng là tao chả bao giờ sai cái gì cả. Đấy, chứng tỏ là tao chả bao giờ làm cái gì cả. Còn đã làm là có sai. Làm nhiều thì sai nhiều. Làm ít thì sai ít. Không làm thì không sai. Mà không làm thì không có kết quả. Người thành công với người thất bại, đố các anh chị biết người nào thất bại nhiều hơn? Đúng rồi, người thành công mới là người thất bại nhiều hơn chứ. Còn người thất bại một cái ngã gục xuống đấy, chết luôn ở đấy rồi. Không làm lại nữa thì làm gì có cơ hội thất bại. Nên nếu bạn nhìn thấy ai đó ngã ngựa nhé, trong kinh doanh, phá sản hay bất cứ thứ gì đấy, chúc phúc cho họ đi. Đừng có cười họ. Bạn bảo ôi tưởng thế nào phá sản hàng trăm tỷ. Họ còn làm ra trăm tỷ để phá. Còn bạn ấy còn chẳng làm ra sản nào để phá cơ. Cũng chả làm ra sản nào để phá, cười gì họ. Đúng không ạ? Nên sai lầm là cách chúng ta trưởng thành. Các anh chị, sai vẫn yêu. Sai vẫn yêu. Sai lầm là cách chúng ta trưởng thành. Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm. Chẳng có gì sai khi phạm sai lầm cả. Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm mà. Thất bại thì đã làm sao nào? Cuộc đời này dăm 7 lần thất bại không có nghĩa là cả cuộc đời mình bị thất bại. Và không có nghĩa là cuộc đời mình bị thất bại. Nên nếu con mình được 1 điểm, nói với con rằng 1 thì đã làm sao nào? Được 1 điểm không có nghĩa là con học rốt cả đời. 1 thì đã làm sao nào? Làm lại thôi con. Nói với con như vậy. Chứ không phải được 1 rồi, thế mày học rốt thế, mày ngu như con lợn thế hả con? Thế được 1 điểm bao giờ ấy hả con? Đấy, mày đúng là cái đầu óc con lợn. Kiểu như thế. 1 thì đã làm sao nào? Làm lại cho con. Lần sau mai nó được 2 điểm. Tốt hơn rồi con. Hôm nay đã được gấp đôi điểm rồi. Từ 1 lên 2, gấp đôi rồi. Ngày mai con được 4 điểm. Nó là xuất sắc con ơi. Con lại được gấp đôi điểm rồi. Tuyệt vời. Đấy. Nói với con như vậy chứ. Thất bại thì đã làm sao nào? Để mà chiến thắng cả một cuộc chiến, thua vài trận là chuyện bình thường các anh chị. Cuộc đời này không có vị tướng nào trăm trận trăm thắng hết các anh chị. Không có. Không có đâu các anh chị. Chẳng có vị tướng nào trăm trận trăm thắng hết. Không có thua trận làm sao biết thắng. Nên là không có trăm trận trăm thắng. Chẳng có ai thành công vút vùn vụt như thế này hết các anh chị. Tất cả chúng ta đều phải đi theo đường cong Bandura hết. Đều phải đi theo đường cong Bandura. Đi thẳng xuống rồi lên là như vậy. Y như hình dãy núi các anh chị. Y như hình dãy núi luôn. Nên không cần biết bạn đang ở đâu trong cuộc đời này. Đi về phía trước đi. Sai vẫn yêu, thất bại rồi lại đứng lên. Làm lại. 65 tuổi vẫn làm lại được bình thường các anh chị. Chẳng có gì phải sợ cả. Chưa nói gì nên cái cuộc đời của mình hết. Chưa biết thật sự tôi là ai đâu. Ở cái điểm đích này, 81 tuổi ông vẫn còn phá sản. Và rồi 83 tuổi ông vẫn tiếp tục trở thành đa triệu phú. Nên là nói với con rằng
ổn thôi con, sai chả sao cả con. Tôi không hiểu vì sao mà có những cái trường hợp như này. Thi vở sạch chữ đẹp, bắt các con viết về, về viết cả một tuần cái quyển vở đấy, 10 chữ như nhau cả 10. Tôi không cổ vũ điều đấy các anh chị. Đây là tư duy của riêng tôi. Còn với các anh chị tôi không biết. Đây là tôi chia sẻ quan điểm của riêng tôi. Tôi không cổ vũ điều đấy. Không. Sai cứ để đấy, không cần phải xóa đi dấu vết các anh chị nhé. Sai cứ để đấy, không cần phải xóa đi dấu vết. Nếu như bạn có một cái cuốn vở như này, lần đầu tiên mình viết nó bị xấu, làm sao phải xé đi, cứ để xấu đấy đi. Trang thứ 3 mình viết xinh hơn tí, đẹp hơn tí. Trang thứ 5 mình viết bị sai 5 chữ, tại sao phải xé đi? Để thủ tiêu cái sai làm gì? Thủ tiêu cái dấu vết sai lầm của mình làm gì? Không cần. Càng xé đi như vậy càng làm cho các con có tư duy rằng sai là tội lỗi, sai là cái gì ghê gớm lắm, sai là cái gì tởm lợm lắm, sai là cái gì đáng xấu lắm, sai là cái gì đáng phải chê trách lắm. Nên là mình xé đi để mà làm gì? Thủ tiêu ấy, thủ tiêu cái sai lầm ấy. Trang thứ 5 sai 5 chữ cứ để đấy con ạ, chẳng sao cả. Trang thứ 6 sai 4 chữ đã tốt hơn rồi, đỡ một chữ rồi. Trang số 7 lại sai 8 chữ, bảo thế vì sao mình lại sai 8 chữ con? Bởi vì mình không luyện tập đầy đủ. Và cứ như thế rồi đến ngày thứ 30, ngày thứ 50, rồi mình học nửa năm, mình thấy ô mình đẹp không? Ôi dồi ôi quá đẹp luôn. Mẹ ơi mẹ nhìn con này. Đấy mẹ nhờ, ngày xưa chữ của con xấu như điên, xấu ôi là xấu như gà bới này. Lại còn bị sai nữa mà bây giờ con đẹp chưa? Bây giờ con viết rất là đẹp đúng không mẹ? Đấy. Thế thì nó mới nhìn thấy rằng cái gì nó cũng phải là hành trình, chứ làm gì có đúng ngay. Rồi sau này con mình đi làm việc, ngày 1, ngày 2 nó bảo mẹ ơi con chả làm được, khó lắm mẹ. Thì mình bảo ô thế con ơi, con còn nhớ khi con còn nhỏ không? Đây là quyển vở con viết khi còn nhỏ này. Những ngày đầu tiên con viết rất là không đẹp đúng không? Rồi viết sai đúng không? Rồi 6 tháng sau con viết đẹp đây này. Nó là như thế. Nên bây giờ con đi làm bước đầu tiên con bỡ ngỡ, con khó là chuyện bình thường. Nhưng nửa năm sau con sẽ làm được con. Thì con mình mới không sợ sai lầm các anh chị. Còn nếu cứ sai các anh chị thủ tiêu đi ấy, rồi sai, rồi đưa vào cái tư duy của con sai là cái gì đấy đáng chê trách, sai là không thể chấp nhận được, sai là xấu xí lắm, là xấu lắm, thì sau này con của mình sợ sai. Và khi sợ sai tức là sợ làm những việc mới các anh chị, có nghĩa là sợ tiến về phía trước. Thế là cả cuộc đời con cứ đi giật lùi. Và rồi cha mẹ cho xin cho được một cái chỗ nào đấy gọi là êm ấm, gọi là ổn định. Thế là cứ ở trong cái chỗ ổn định đấy mãi, không dám bứt phá ra. Nên sai cứ để lại dấu vết, cứ để lại dấu vết các anh chị, là chuyện rất bình thường các anh chị nhé, là chuyện cực kỳ bình thường. Các anh chị biết không, nhìn video của tôi đi, trên YouTube của tôi có 1.100 video. Các anh chị có nhìn cái video, những cái video đầu tiên của tôi không? Tôi ngây thơ. Tôi ngây thơ cóc cụ không? Đúng không? Tại sao tôi không xóa đi? Xóa đi làm gì? Để lúc nào tôi cũng đẹp thế á? Không. Nhìn đi. Nhìn cái video cũ của tôi ở trên YouTube mà xem. Mờ tìn tịt luôn các anh chị. Đương nhiên tôi nói thì vẫn hay. Tôi nói thì vẫn hay nhưng rất mờ. Và đương nhiên cái mặt của tôi thì không thể xốp như bây giờ được. Cái mặt của tôi khá đơ, bởi vì tôi mới lên mà. Nhưng mà tôi có thủ tiêu đâu. Ô tôi bảo cứ để đấy, sao phải thủ tiêu? Thế thì mới biết hành trình phát triển của mình chứ. Chứ sao lại cứ phải khoe cái thứ đẹp đẽ mà không dám phô ra cái hành trình phát triển của mình. Nên là tất cả video ở trên YouTube dường như giữ nguyên đấy các anh chị. Nên vì sao tôi nhiều video thế, hơn 1.000 video, chứ lấy đâu ra lắm thế các anh chị. Là như thế đấy. Sai vẫn yêu. Từ ngày hôm nay, chồng sai, vợ sai, con sai, ổn thôi, làm lại thôi. Chẳng ai muốn sai cả. Bị kẹt nên sai, bị mắc kẹt nên sai, bị tổn thương nên sai. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.